Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Xúc tích hay xúc tích? Trước hết, xúc tích. Xúc tích là tính từ. Xúc tích là có nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn. Thí dụ, lời văn xúc tích. Đoạn văn ngắn gọn xúc tích. Thứ hai, xúc tích. Xúc tích là viết sai chính tả. Tiếng Việt không có từ này. Như vậy, xúc tích mới là từ đúng. Các bạn thân mến, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ cọ sát hay cọ sát. Mến chào tạm biệt các bạn.